Người cư sĩ bình thường đi bán cốc ổi mía riêng ngoài chợ, từ là chồng cấm không cho học Phật. Vậy mà bây giờ nghe những đức viết, bây giờ chồng ủng hộ học Phật luôn, con bây giờ tu học luôn, gia đình hạnh phúc. Mà bà này bây giờ bà lập ra đạo tràng. Thường là những đức tổ chức chủ nhật thì bà tổ chức chủ nhật, thường là những đức tổ chức Phật đản thì bà tổ chức Phật đản, thường là những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm thì bà tổ chức lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nghĩ đi, một con người bình thường như vậy thôi mà bà làm được như vậy. Quý vị thấy, một người bình thường đó. Vậy thì pháp môn niệm Phật này nó áp dụng vào đâu? Người bình thường, người bình thường chân thật làm thì lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ sợ người không chịu làm. Nên tất cả những người về đây tu học ở xa cỡ nào xa nghe, chỉ cần chân thật tu đi, rồi rủ người tu, rủ người tu, đủ duyên rủ người tu, ai tu mình tu, cứ áp dụng mình tu cho tốt, rủ người từ từ. Nơi địa phương mình có nhiều người niệm Phật. Nên có một đoạn tổ sư nói nè, Án Quang Đại Sư nè: nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, sẽ ngay trong đời này quyết định vãng sanh. Như vậy dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nghe chưa? Án Tổ nói đó. Nghe chưa quý vị? Nếu mình là người ngu nhưng lại chân thật niệm Phật, không nên đi tạp tu, thì người này không phải là người ngu. Thì thêm nè: nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn từ sự hướng đến pháp môn cậy vào Phật từ lực cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này đến kiếp khác trầm luân ác đạo. Nghe chưa đó. Quý vị thấy Án Tổ dạy chưa? Nếu là chuyên tu thì Văn Tự Quán Tổ toàn là chuyên tu. Nếu là tạp tu thì đọc lời của tổ sư cũng là tạp tu. Phải đúng không? Quý vị bây giờ đọc sách của Án Tổ, Văn Sao này kia rồi đi, Văn Sao này nọ rồi đó, nhiều tam biên rồi đó, đi đọc đi, rồi quý vị sẽ tạp không? Tại vì sao? Vì Ngài là bậc thông tông thông giáo, tùy thuận chúng sanh. Hỏi thuyền Ngài trả lời thuyền, hỏi mật tông Ngài trả lời mật tông, học giáo Ngài trả lời học giáo, môn nào Ngài trả lời môn này, mê tín hỏi thì Ngài trả lời thêm mê tín. Quý vị muốn uống nước chữa bệnh thì Ngài nói chị chú đại bi uống nước trị bệnh. Ngài muốn, quý vị muốn cái gì Ngài chỉ cái nấy đó. Rồi người ta viết sách lại, người ta mới gom nhặt, người ta viết sách ra, quý vị lại tổng kết một lúc thành tổng trì mà để mà học. Thì quý vị không có bản lãnh này thì không chọn ra mục tiêu. Đã không chọn được mục tiêu, dù quý vị có đọc được sách tổ sư cũng là tạp tu. Còn nếu như quý vị đã nhắm được mục tiêu rồi thì sách tổ sư quý vị sẽ hoàn toàn lượm được tinh hoa. Mà tinh hoa thì đỡ mất thời gian, còn tạp tu thì không đủ thời gian cho thọ mạng mình. Nên chúng ta phải cần nhìn ra được tinh hoa. Đây tinh hoa nè, nó tinh hoa đó. Nên bây giờ tất cả người ngồi trong đây có ai dám nói mình là bậc trí mà gọi là đọc sách nghe rộng hiểu nhiều mà thông không? Không có cửa đó đâu. Đại sư Ngẫu Ích là bậc trí, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông là bậc trí tuệ, thông tông thông giáo, tu đạt đến đại ngộ, gặp một chặng bệnh không giải quyết vấn đề sanh tử, không giải quyết vấn đề sanh tử. Đọc sách Đại sư Liên Trì, quay đầu niệm Phật. Lúc đó Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng không nổi. Quý vị thấy không? Bậc đại trí thông tông thông giáo, hiểu hết rồi, quay đầu niệm Phật, đạt đến trình độ tín nguyện kiên cố, đúng không? Còn bậc hạ ngu, bậc hạ ngu như Dương Đầu Ngốc, người ta dạy một câu Phật hiệu chân thật niệm, chân thật niệm có Phật hiệu, không cần biết cái gì là nghi, chỉ biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Vậy mà cuối cùng đứng mà giảng sanh. Chọn đi. Bây giờ chúng ta chọn tổ sư từ Đại sư Liên Trì, Ngẫu Ích, hay là chúng ta chọn Dương Đầu Ngốc? Tôi chọn Dương Đầu Ngốc đó. Tôi chọn những người kia tôi làm sao được? Trời ơi, nó bây giờ kêu tôi đi học mà nói tu cho đạt đến trình độ hết trơn rồi, tôi bệnh cái tôi quay đầu để mà tôi niệm Phật, nó tao
chưa được cái gì chứ ngụm củ tỏi mất tiêu chết queo. Mình không có khả năng này mà, thôi chọn vô đầu ngốc đi, thôi khỏi cần nghi khỏi cần gì nữa chứ, đem cái ngu của mình nó đắp vào cái trí của Phật phước cho rồi đi, cứ lấy cái trí của Phật để mà mình làm luôn phước cho rồi đi, nó khỏi cần suy nghĩ. Lấy cái trí của tổ sư để làm đi, đừng có nghĩ cái trí của mình nữa. Cái trí của mình là kẻ ngu, đừng có nghĩ nữa. Thôi nghĩ cái trí của tổ sư, cái trí của Phật đi. Tổ sư còn niệm Phật giảng sanh, vậy thì mình niệm Phật là được rồi. Cứ nghĩ như vậy thì tịnh độ bị tu chiên liền, không nói chứ. Nó, quý vị coi á, những đức đọc những đoạn văn này cho quý vị nghe. Mà Ấn Tổ ngài nói cái câu này rất nhiều lần trong sách nha quý vị. Cái câu này quý vị nghe nè: dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng lựng là nghiệp lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương. Cơ hội, nó tuyệt vời gì đâu. Nếu người thật sự vãng sanh mà nghe gì rồi, trời nó mê. Với những cái bà mà khổ chồng quýnh te tua đó, trời bà nghe rồi bà mê, vì muốn vãng sanh mà. Nó nghe chưa, nghiệp lực nặng hay nghiệp lực nhẹ gì, chỉ cần nương một bổn nguyện thì được giáng sanh, chăng thật niệm Phật thì được giáng sanh. Nó tại sao mà tụi tình không ngày cứ nhắc hoài ngày quánh kha. Và cái ông mà gọi là sát sanh nhiều đó, giết làm đồ tể giết bao nhiêu con vật, vậy mà khi cuối cuộc đời của ông mà tước địa ngục xuất hiện, người đầu trâu đầu bò nó xuất hiện, vậy mà ông la lên cái duyên của ông đặc biệt ghê trời. Mình cũng không dám chờ ngày đó nữa. Này chắc là Bồ Tát tự hiện quá. Căn tự nghiệp tự nhiên la lên, người đầu trâu đầu bò xuất hiện bao vây ông la lên, người đầu trâu đầu bò bắt tôi. Tự nhiên lúc đó xuất hiện người xuất gia, mà gặp người xuất gia chuyên tu nữa. Chứ nếu như gặp người xuất gia mà không chuyên tu thì cũng chịu thua bằng không, không được cái gì. Nhưng mà ông la lên cái tự nhiên người xuất gia chuyên tu xuất hiện liền. Vô hỏi ông vì sao ông la dữ à? Thì nói rằng người đầu trâu đầu bò xuất hiện thì cái người xuất gia này biết tướng địa ngục xuất hiện, cặn tử nghiệp đến rồi. Thì người xuất gia này đốt mấy cây nhang đưa cho ông, khuyên ông niệm ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc lớn lên. Vậy mà trong một lúc như vậy, ông vừa nghe một cái thôi, niệm ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc đi, ông nghe ông tiếp nhận liền. Trong một lúc đó ông vừa tiếp nhận một phát là tất cả thiện căn phúc báo nhân duyên của ông hội tụ hoàn toàn lại hết luôn. Hội tụ lại ông tỉnh hoàn toàn lại. Ông niệm có mấy câu Phật hiệu thôi thì Phật A Di Đà đến. Ông nói Phật A Di Đà đến rồi tôi đi, thì ông giảng sanh. Trời ơi, không tưởng tượng được luôn quý vị ơi. Nếu như mà gặp bậc học giả là phê phán liền, không nói dòng do chứ. Nên quý vị biết cái câu chuyện của ngài Quánh Kha mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể hoài, mà câu chuyện này là có trong chuyện vãng sanh chuyện đó. Vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không kể mà còn bị những bậc học giả phê phán kìa. Nói làm gì mà có cái chuyện kỳ cục vậy, thì họ có tu đâu mà họ không phê phán. Họ tu họ khổ muốn le lử luôn mà được có một chút cái quả báo à. Còn bây giờ tự nhiên người phá giới này, vậy mà bây giờ đóng cửa tắt niệm Phật có 3 ngày 3 đêm, vậy mà bây giờ Phật A Di Đà đến. Trời ơi, mà Hòa Thượng không ngày kể nghe, Phật A Di Đà đến nghe, nói với ngài Quánh Kha rằng ông còn 10 năm tuổi thọ nữa, thôi ông cố gắng ông niệm Phật đi, 10 năm sau tôi đến trước ông. Ngài Quánh Kha đúng là khôn, thì là tạo nghiệp mà khôn. Ngài Quánh Kha ngài nói không, Phật ơi, 10 năm tuổi thọ con xả luôn, con đi theo ngài, con biết cái căn tính con mà. Trời, con ở là 10 năm mà con tạo bao nhiêu nghiệp nữa, lúc đó ngài không rước con thì sao? Với chi con tiếp tục tu thì ngài rước con, bây giờ sợ 10 năm sau bao nhiêu cái cám dỗ con không tu nữa rồi, rồi sao con được giảng sanh. Thôi Phật ơi, con xả 10 năm tuổi thọ cho nó yên, thôi con về cực lạc đi rồi con trở lại cho nó chắc. Khùng thiệt, quá khùng, thấy không? Thấy chưa? Thì rồi ngài nói ra như vậy một cái nghe, thì Phật A Di Đà nói được, nói câu này như trong phim nha. Bởi vì những bậc học giả không niệm Phật là phê phán đúng rồi. Nó làm gì mà cái chuyện như trò đùa chứ. Tự nhiên gặp Phật A Di Đà rồi cái bắt đầu là nói rằng là còn 10 năm tuổi thọ mà bây giờ đến trước, bây giờ xả luôn rồi, 3 ngày sau đến trước. Làm như trong phim không bằng. Họ phê phán quý vị. Những người học giả không tu phê phán nha. Nói Hòa Thượng Tịnh Không mà cho ông này già rồi, lớn tuổi rồi lú lẳng. Nói cái gì đâu, Hòa Thượng Tịnh Không mà lú lẳng, đi nghĩ đi. Sao lú lẳng? Trời, câu chuyện người ta rõ ràng trong bản sanh chuyện mà quý vị có mà. Thì quý vị biết rằng là Hòa Thượng Tịnh Không kể suốt câu chuyện này để làm chi à? Để cho những người phạm giới luật trong nhà chùa, tạo tội nghiệp trong nhà chùa, dù xuất gia mà hư hỏng thì có cơ hội. Vì coi ngài từ bi chưa?
Ngài quá từ bi rồi. Còn nếu như Ngài không nói những điều này thì những người kia nói rằng lỡ đọ rồi, bây giờ không còn cửa nữa, không còn con đường rồi, lúng luôn sao. Nhưng cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn dành cho những con người chuẩn bị đọa địa ngục như chúng ta này. Như chúng ta là chuẩn bị đọa địa ngục rồi nè. Nhưng mà pháp môn tịnh độ này là pháp môn cứu chúng sanh từ ở trong địa ngục ra nè, chuẩn bị đọa đi ra nè. Nên Ấn Tổ Ngài nói là các pháp môn tịnh độ này là độ chúng sanh từ trong hầm phân. Hầm phân là gì? Ở trong địa ngục khổ đau đó quý vị. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà nghe một cái là có thể được cứu nè. Mà chịu tin nghe, chịu tin. Nên 48 lời nguyện có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ, thấy chưa? Ồ, Đức Phật Ngài từ bi mà Ngài mưu đen vô cùng luôn. Ngài biết người nữ là cần được ưu ái. Vậy mà Ngài đưa ra một cái lời nguyện là gì? Khuyên các cô phụ nữ hãy nhìn cái thân nữ khổ đau này mà tự nhàm chán. Nếu như nghe bộ nguyện của ta, chí tâm tin ưa, chịu niệm danh hiệu ta, lòng tin trong sạch, nghe thấy chưa? Ngài biết cái mấy bà này, mấy bà tin mà lúc tin lúc ngờ, lúc thì muốn tu mà lúc thì không muốn tu. Nên Phật nói là khuyên mấy bà phụ nữ lòng tin trong sạch. Khuyên mấy bà lòng tin trong sạch. Khi mệnh chung về quốc độ của ta, mấy bà không còn mang thân nữ nữa. Mà thân của mấy bà là thân gì? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y gan ta. Nó. Nên các cô phụ nữ nghe rồi đó, bắt đầu là tự nhìn lại cuộc đời mình đi. Phải khổ không quý vị? Trời ơi, có chồng cũng có khi người ta thương thì mừng, mà người ta không thương thì khổ quý vị coi. Người đàn bà nó sống nương bầu đàn ông để mà kiếm niềm vui. Lúc người ta thương thì mình mừng, mà lúc người ta không thương thì mình khổ, đúng không? Nó không được cái quyền làm chủ nhiều. Bây giờ thì sao? Chúng ta có được cái chỗ nương tựa đặc biệt nè. Dù bây giờ chúng ta chưa khổ gì mà chúng ta thà chúng ta chọn một điểm đặc biệt nương tựa trước đi. Lỡ sau này chúng ta có cái khổ thiệt thì chúng ta vẫn còn điểm nương tựa để không bị hụt hẳn, đúng không? Nên người học Phật là người khôn, là mình đang chọn một con đường điểm chính nương tựa đẹp, để khi lúc mình có vấn đề gì là mình còn con đường hậu để cho mình đi. Trời ơi, phải chọn con đường hậu chứ. Bây giờ mình nương vào hết chồng hả? Mình nương vào hết con hả? Mình nương vào hết của hả? Dịch bệnh nó vớt một phát chết sạch, sụp đất một phát của không còn, rồi chúng ta cắn lưỡi tự tử chết hả? Chúng ta vẫn còn, vẫn còn điểm nương tựa, đó là gì? Bổn nguyện Di Đà, đúng không? Đó, còn điểm nương tựa rồi. Nên tất cả những người trẻ cũng nên cần học Phật vì sao? Vì chọn một điểm nương tựa bình an. Điểm nương tựa này không ai lấy được luôn. Chồng vẫn bị người ta lấy, vợ vẫn bị người ta lấy, của vẫn bị người ta lấy, con vẫn bị người ta lấy. Nhưng mà chỉ có bổn nguyện Di Đà, nương bổn nguyện là không bị lấy. Nên tại sao không chọn cái môn này để nương vào? Quý vị nghe rõ ràng chưa? Nên những đức nói, những cái cách những đức chia sẻ là nó giúp cho quý vị đoạn nghi sanh tính. Mà do người ta có tu, quý vị bên đây niệm Phật như đức, bên kia niệm mà. Niệm ào bên từ sáng giờ, niệm xong qua đây chia sẻ quý vị nghe, nên cái tâm nó hừng hực. Nói chuyện không? Nên ngày Chủ Nhật nên rủ người đi đến đây tu, nhất là mấy người phụ nữ phá thai nha. Trong đây cũng không ít bà đâu đó. Nói trời ơi, lúc vui thì vui quá trời luôn, vui quên cả trời chăng mây nước. Vậy đó mà khi có rồi không chịu đẻ, thấy không? Cuối cùng đi giết người ta, giết xong rồi bắt đầu nghe đạo thì thấy sợ, đi gỡ đầu này, đi gỡ đầu nọ. Nhiều người gặp những đức lắm. Thầy ơi thầy, thầy kêu con đừng có đi theo con nữa thầy ơi. Nó đi theo thầy đi thầy. Nói bà khôn quá. Bà giết nó xong rồi, bà kêu nó đừng có đi theo bà, đi theo tôi. Nó theo tôi làm chi? Tôi có làm gì nó đâu, nó đi theo tôi. Nó theo bà chứ theo tôi làm chi? Nó đòi nợ bà chứ. Bà giết nó đi theo bà chứ theo tôi làm cái gì? Không, nhưng mà thầy năn nỉ nó, kêu nó đi theo thầy đi. Nói tôi không có năn nỉ, tầm bậy. Tôi nghe năn nỉ Hương Linh đi theo tôi. Ngộ ghê. Nó muốn đi theo tôi niệm Phật thì nó đi kệ nó, tự nhiên tôi năn nỉ nó làm cái gì? Biết không? Nó đi theo bà đó. Nó nói trời tôi cũng sợ quá thầy ơi. Sợ gì, bà giết thì bà gán chịu đi. Lúc bà vui thì bà không có nghĩ đến cái điều này đâu, đúng không? Còn lúc bà phá rồi bây giờ bà mới sợ, đúng không? Nên nó bà giết bà bị cái là xong, không có xong cho bà đâu.
bà gỡ tiền cúng dường cái là xong cho bà. Không xong đâu. Bà giết nó, cái mạng giết người này nó không đơn giản chút nào chứ. Bà nói cái chuyện đùa. Trời ơi, Ngộ Đạt Quốc Sư là bậc cao tăng mà giết lầm chịu thố thôi. Vì mà 10 đời nó còn đi theo kìa. 10 đời người ta đều là tu hành nên chịu thố không động được. Vậy mà tới đời thứ 10 là bậc cao tăng, nhà vua tặng cho một cái ghế trầm hương giảng pháp, ngồi lên cái ghế vừa phát tâm không phải thôi. Nghĩ ta là người xuất gia, ai bằng ta không? Xuất gia cùng là xuất gia mà ta được tiến tâm như vậy. Nhà vua bái ta làm thầy, tặng một cái ghế trầm hương quý như vậy, thơm tho ngồi thuyết pháp, không ai bằng ta. Vừa nghĩ như vậy thôi thì thằng hộ pháp bỏ đi liền. Thằng hộ pháp vừa bỏ đi thì chịu thố nhập vào đầu gối làm một gã mặt người liền. Bị thấy kinh khủng chưa? Mà tu hành 10 đời mà không phải tịnh độ. Vậy mà tới đời thứ 10 xong á nghe, ông bị một gã mặt người xong, ông đã từng kết duyên với tôn giả Ca Đạt Ca. Tôn giả Ca Đạt Ca giúp cho ông quá giải nghiệp chướng xong rồi đó, thì lúc đó ông mới tu tịnh độ. Đọc sách rõ ràng ông mới tu tịnh độ. Khi tu tịnh độ rồi thì cái đời thứ 10 đó đó, niệm Phật mới giảng sanh. Còn 10 đời kia không niệm Phật thì dù là tu cực kỳ giỏi đi chăng nữa, còn nghiệp vẫn trở lại. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng bây giờ tu các pháp khác mà không nương vào bổ nguyện, không nương vào Phật từ lực, thì dù còn một chút nghiệp như hạt cát mà không có con thuyền bỏ vô con sông cũng chìm. Nhưng nếu một con người nương vào bổ nguyện niệm Phật, tín nguyện kiên cố, dù cái nghiệp bự như tảng đá, nhưng mà cái bổ nguyện là chiếc xà lan, thì đem tảng đá này để lên chiếc xà lan đưa qua kia thì vẫn là nổi trên mặt nước. Trời ơi, tịnh độ nó tuyệt vời gì đâu. Bởi vì cái người mà nghe tịnh độ như vậy nó hừng hực cái tâm nè, hừng hực nè. Ai mà đi chọn cái khó à, cái dễ không làm đi chọn cái khó làm gì. Nhưng Đức nói câu này hoài. Bây giờ người thông minh không lẽ quý vị đi chọn cái làm khó. Vậy mà ngộ nhiều người cho mình thông minh, mình không chịu làm dễ nghe. Đúng là thông minh mà trở thành ngu. Vì thấy không? Thông minh mà trở thành ngu thiệt luôn á. Còn cái người ngu mà trở thành thông minh. Ngu mà chấp nhận mình ngu. Mình thiệt thòi, mình chấp nhận thiệt thòi. Nên mình thiệt thòi mình lo niệm Phật thôi à. Còn cái người thông minh thì tự nhiên lý giải đủ chuyện. Nói cao xa, ta có khả năng đi được. Thì cuối cùng mình bỏ mạng với xa trường luôn, thấy chưa? Nên Ấn Tổ ngài nói có nhiều người thông tông thông giáo, có những người học thức hiểu nhiều. Như vậy mà khi cuối cuộc đời, miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuống cuồng, còn thua một người già niệm Phật chưa đủ tín nguyện. Ghê không? Nên từ nơi đó tổ sư đã nói hết rồi. Bây giờ chúng ta gầy dựng tín nguyện được không? Câu Ấn Tổ nói dùng lòng tin chân thành à, lòng tin chân thành nguyện thiết tha. Mấy bà làm được không? Đó. Lòng tin chân thành nguyện thiết tha niệm A Di Đà Phật, làm được không? Cứ lòng tin chân thành nguyện thiết tha niệm A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Nhấn mạnh đó nghe. Thì mấy bà sẽ thấy vui liền, không nói chứ nghe. Dù chồng nó đánh bóp 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 băng băng nó giọng vô mặt vậy mà buông ra A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con muốn gì cực lạc. Nên con có bị cái khổ của thằng chồng đánh này nữa. Thằng chồng nó đánh bóp bóp vô mặt nó đá hứ hứ. Nhưng mà thầy nói rồi, trả qua báo nhẹ hơn quả báo. Nếu như bây giờ mà nó không đánh con ở đây, nó giúp cho con niệm ấm chăn im mà con không tu đó, thì tương lai con đọa tam đồ ác đạo nó dài không tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta ví dụ của cái văn tự thế gian để dễ hiểu nha. Bây giờ quý vị ở cái cõi này, quý vị đang khổ nè. Bây giờ tất cả những người mà ai mà khổ đau cùng cực, cho mình là người khổ nhất trong cuộc đời này nghe. Nghe nè, tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Thì quý vị khổ tối đa cho quý vị khổ 60 năm cuộc đời. Từ khi biết chuyện và tới 60 năm cuộc đời chịu khổ. Nhưng nếu quý vị không trả cái khổ này thì quý vị đọa tam đồ ác đạo, quý vị phải chịu khổ 6 vạn năm. Bây giờ quý vị chọn đi, cái người khờ nhất bây giờ hãy tính cho kỹ luôn nè. Khổ 60 năm và khổ 6 vạn năm. Chọn đi. Tôi chọn 60 năm khổ. Tôi chọn chịu 60 năm cuộc đời khổ trong cõi này. Khổ te tua, khổ đủ chuyện. Dù thương người ta cỡ nào nó cũng quýnh, cũng đập, cũng đá, cũng đâm, cũng chép.
nó quýnh te tua, rồi sanh con ra cực khổ, nuôi con khôn lớn, nó cãi lại với mình, nó không nghe lời mình, nó còn chê mẹ là khờ, mẹ là người đàn bà khờ. Chúng ta nói mẹ khờ lắm con à, mẹ khờ lắm, mẹ vui chả hết con à, mẹ khờ lắm, mẹ ngu lắm, mẹ có như thế nào mẹ cũng là mẹ ngu, mẹ khờ hết. Cuộc đời của mẹ bây giờ hiểu rồi con à, mẹ nghe thầy giảng mẹ hiểu rồi. Mẹ bây giờ chỉ có một con đường mà muốn hết khổ là mẹ niệm Phật thôi. Mẹ vui chả hết tất cả những gì trong cuộc đời này, đến với mẹ như thế nào mẹ cũng vui chả hết. Mẹ chỉ mong một lần thôi. Một lần gì? Một lần được Phật A Di Đà rước mẹ về cực lạc thôi con à. Nghe không? Chỉ mong một lần thôi. Đó, đau chân thẳng chân đi. Ngồi đau chân chung. Quay tới quay lui tội nghiệp. Cứ thẳng chân không sao đâu quý vị. Ngồi. Biết mà ngồi với đau chân dữ lắm, không giỡn đâu. Có nhiều người chân đau dữ lắm, tội nghiệp người ta. Thẳng chân so chân ra, thấy không? Nó nên nó nghe như vậy rồi, trời ơi. Nó giải tỏa bao nhiêu con người đang khổ đau. Có những người mà bế tắc đi đến cái mức mà như thế nào quý vị biết không? Thầy ơi thầy, cuộc đời con là khổ nhất thầy ơi, khổ nhất thầy ơi. Trong thế gian này con khổ nhất, nếu quý vị nghĩ gì là quý vị tiêu cực rồi. Không có đâu quý vị à. Dù chúng ta có khổ cỡ nào thì chúng ta vẫn còn mắt thấy, miệng nói, tai đi, nhúc nhích được, chân vẫn đi được, hiểu không? Chưa đến nỗi khổ quá. Vì thấy chương trình người mù mình tổ chức chưa? Có những người mù, mắt mù, chân bị liệt, tai không có, lết, có những người bò, bò mà đi. Vậy mà đi đến đây dự chương trình người khiếm thị. Không lẽ họ nói họ khổ nhất hả? Còn quý vị bây giờ mới bị chồng đánh, chồng hắt hủi, con bắt hiếu, thôi quý vị nói tôi khổ nhất. Trong cuộc đời này ai đã đến thế gian này mà nếu không nghe đạo, không có phương hướng giải thoát thì tất cả chúng ta đều là dùng chữ khổ, khổ, khổ. Thầy cũng khổ mà trò cũng khổ, thầy chùa cũng khổ mà cư sĩ cũng khổ. Quý vị coi thầy chùa khổ không? Đi tu khổ không? Trời cho quý vị biết, nếu mà không có tâm tu giải thoát nè thì cũng dành chùa khổ nè, dành Phật tử khổ nè, rồi cũng là vật chất khổ nè, cũng là danh khổ nè. Vượt qua được không? Không đâu quý vị à. Không phải người đi tu nào cũng vượt qua những thứ này được đâu quý vị à. Vẫn khổ hết à. Bây giờ Phật tử về chùa tôi mà đi chỗ khác vài bữa lỡ thì bắt đầu mình nói gió, câu này câu kia à, bây hổm giờ đi rồi mà đi chỗ nào ý, nghe nói đi đến chùa đó mà. Ví dụ những đức đi, ví dụ như đoàn cô Chuyển, cô Mai gì đi, bây hổm giờ dẫn đi đâu, đi đâu tu. Lỡ đây có những đức gặp, những đức nói lúc này đi chỗ khác cơ mà, đâu có tu ở đây đâu. Thấy cũng khổ không? Sao mà nó khổ vô cùng với trời là trời. Người ta có khối óc, người ta có đôi chân, người ta muốn đi đâu người ta đi kệ người ta. Người ta chọn chỗ nào được với người ta thì người ta đi, cái chuyện của người ta. Mình cứ lo mình tu cho thật là tốt đi. Mình tu cho thật là tốt đi là mình có được cái sự an lạc liền à, hiểu không? Còn người ta muốn đi đâu người ta đi, cái chuyện của người ta. Vậy thì mình sẽ có sự tự tại trong cái học Phật liền, đúng không? Nhưng mà mấy người làm được như vậy quý vị? Mấy người làm được như vậy? Như vậy thì xuất gia cũng khổ nữa, chứ đâu phải chỉ có cư sĩ khổ đâu quý vị. Không lẽ quý vị nói trời ơi công nhận mấy thầy xuống ghê, ở trong chùa phơi phớ, thấy người nào nấy chuồn lụi dễ thương, xuống ghê. Thôi quý vị ơi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, chứ cũng chưa chắc đâu quý vị à. Cũng khổ lắm, chứ không phải không khổ đâu trời. Nên trong cái cuộc đời này, ở trong cái cõi này, còn ở đây là còn khổ à. Nó không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ quý vị hỏi bao nhiêu sư cô, bao thầy có khổ không? Nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn lo cơm ăn áo bạn khổ quý vị? Cũng khổ nữa à. Rồi bây giờ chúng ta mới đi chỗ này đi chỗ kia, người ta cúng dường có cuộc sống khổ không? Cũng khổ. Nếu như bây giờ mà chúng ta chọn phương hướng giải thoát thì cái chuyện cuộc sống chúng ta không nặng nề nữa, thì quý vị sẽ có sự tự tại trong cái học Phật. Mà cái phước này nó dẫn dắt, nó đưa đẩy quý vị đi đến cái chỗ tốt đẹp. Còn nếu như quý vị lao theo cái khổ kia để kiếm cuộc sống thì nó đẩy quý vị càng ngày càng đúng sâu. Khổ, 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 khổ. Đó. Như vậy đó mà khi mà nó đi đến cái mức mà tuột phước á, thì nó dù có nghe nhưng mà không làm. Tin không? Nghe nhưng không làm.
khổ nhưng vẫn nhủi đầu vào khổ. Chúng ta có phương hướng khổ nhưng có con đường giải thoát, vậy là không khổ. Vì sao? Giống như chúng ta làm một việc cực khổ vô cùng mà mình nghĩ mình sẽ được thành quả, hiểu không? Vì chịu khó với chồng, chịu khổ với vợ, chịu khổ với con, chấp nhận trả hết, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nhưng do chúng ta có một khuynh hướng vãng sanh nên chúng ta có một lối thoát thì mới chịu khổ được. Còn nếu như chịu khổ mà để mù mờ, khổ cho hết cuộc đời, khổ xong đi đọa tam đồ, vậy thì trời ơi, cái khổ này mới là thảm thương nè. Cái khổ mà xong rồi đi đọa tam đồ mới thảm thương, đúng không? Còn bây giờ chúng ta là có con đường đi, nên chúng ta dù khổ nhưng mà vui. Vì sao? Vì tương lai mình được Phật A Di Đà. Mình cứ nghĩ nè nghe, mình cứ nghĩ, mình tưởng tượng gì là trong lòng mình thích lắm nè. Mình nghĩ, mình tưởng tượng là một ngày nào đó Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, chùa Hoàng Thánh Chúng, Quang Minh phổ chiếu, tự nhiên bao trùm mình lại luôn. Rồi bắt đầu là ngài đưa đài sen xuống nghe, rồi mình bước lên đài sen nghe. Ôi ôi, cái cảm giác đó mình nghĩ như vậy thì bao nhiêu cái khổ này tự tan biến à. Mình nghĩ một ngày nào mình sẽ được như vậy, một ngày nào tôi niệm Phật tôi sẽ được như vậy. Tôi tin chắc là Phật A Di Đà sẽ rước tôi, tôi tin chắc Phật A Di Đà sẽ rước tôi. Quý vị chỉ cần có một lòng tin này thôi thì cái khổ thế gian này quý vị sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Cái khổ thế gian này khổ cỡ nào cũng không sợ hết. Thì biết vì sao những đứa có thể lại 3 ngày 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Giảng pháp thêm 3 ngày nữa thì biết sao làm được không? Chỉ có đúng mục tiêu thôi. Là tôi nói rằng tôi dùng cái thân giả này cho xứng đáng. À, một ngày nào nó cũng bỏ mình, bây giờ không dùng nó hả? Ngày xưa ngoài đời thì dùng nó đi nhậu, dùng nó đi kiếm em, dùng nó đi kiếm tiền, dùng nó đi sát sanh. Bây giờ đi vô chùa thì chúng ta dùng nó làm cái gì? Dùng nó thuyết pháp, dùng nó lại Phật, lại Bồ Tát, dùng nó hướng dẫn người ta tu, cho mày te tô luôn. Lại đau chứ, lại cũng hỏi chứ, làm sao không hỏi. Chân cẳng mà, con người phàm phu mà, trời ơi, lại mà có khi mà đứng mà cái chân mình nó cứng ngắc, máu chảy không thông nổi luôn. Mà lại 1500 lại 3 ngày rồi giảng pháp kịch liệt, tiếng tâm bị khang, rồi dùng lực quá mạnh, quý vị biết rằng nó sức khỏe nó bị ảnh hưởng liền. Vậy mà cứ nghĩ cái chuyện giảng sanh, nó một ngày nào bỏ mày, mày dùng nó xứng đáng đi. Nhưng mà mày không phải là loại bỏ nó, mà là mày dùng nó phải cho xứng đáng. Mày dùng cái tâm mày bắt nó phải làm đi, làm việc cho tao, làm việc, tao là ông chủ, mày phải làm. Vậy thì cái thân này xứng đáng liền. Còn nếu như quý vị nương nó, rồi quý vị thương nó, quý vị trao chuốt nó, quý vị không cho nó làm, lâu ngày nó trở thành làm biến. Làm biến nó không chịu làm nữa nghe. Nó, quý vị thấy ông lên ngồi nói chuyện sức hôi hột, đâu có giỡn đâu quý vị. Ước mình mẩy luôn, nói chuyện mà phải dùng cái tiếng mạnh. Bữa nào mà âm thanh mà nhẹ thì nói khỏe, nhưng bữa nay âm thanh nặng nè, nói phải dùng lực, nói cực kỳ mạnh. Âm thanh nó nặng quá thì nói mạnh lắm. Cái kiểu mà nói gì nè là cái nghĩa là âm thanh nặng. Còn cái kiểu để gì mà âm thanh nó vang 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 là nhẹ, hiểu không? Nhưng bữa nay âm thanh nó chuẩn cứng lại thì nó nặng lắm quý vị. Nhưng phải nói làm sao cho người ta cảm giác được tịnh độ là cái tâm lực phải cực kỳ mạnh. Trời ơi, cái thời tiết nó nóng như vậy mà đâu đơn giản đâu quý vị, thấy không? Nó nên từ nơi đó ngồi trong vòng một tiếng mấy thôi là quý vị biết tu lễ Phật nửa tiếng đồng hồ là do những đức thấy thời tiết nó quá nóng, quý vị tu ít, nhưng mà quý vị nghe để gầy dựng lòng tin và tín nguyện về nhà để tu. Cái quan trọng là ở nhà tu được, còn vô đây mà bắt tu quá nhiều chạy mất dép chứ. Mấy bà trưởng đoàn mới dẫn người mới đi chạy mất dép, thấy chưa? Hồi nãy giờ người ta nghe nè, bây giờ quý vị đi về để tu nè, bây giờ ngày nay quý vị cầu an cho cha mẹ mình cũng có kết quả đó nè. Nương vào cái đại chúng này cầu an có kết quả nè, còn ngày hôm nay cầu siêu cho người thân có kết quả nè, thì chỉ đóng người có kết quả. Hai cái cầu an cầu siêu là do mình được an nè, thì mình cầu an, tâm mình buông xuống nhiều thứ là cầu siêu, là mình siêu, cầu siêu. Bởi vì những đức mà khi mà chia sẻ tịnh độ mà quý thầy quý sư cô mà ngồi phía sau để ý, có khi mà những đức nói chuyện mà cái tay những đức gõ trong cái bàn cái cướp. Tại vì sao? Cái tâm lực của người mình nó đang hừng hực quý vị, gõ mà bóp bóp cũng bể cái bàn vậy đó. Không phải nói chuyện bình thường như người ta. Dù như người ta bình thường, dù cái tay người ta đi, đúng không? Mà mình thì chồng mình mà muốn mình muốn bay cho mình quýnh người ta luôn á. Nói chuyện mà làm như cái tâm lực mình nó mà cái pháp môn tịnh độ này sao nó đặc biệt quá. Rồi quý vị nghĩ ngoài sức tưởng tượng. Đúng, rõ ràng chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng, vì nó ngoài sức tưởng tượng. Quý vị cứ nghĩ đi,
Trời ơi, trong chùa đông như vậy mà đồng tiền nó lo biết bao nhiêu mà nói. Rồi trong một lúc này mà xây dựng tổng cộng là 5-6 dãy nhà. Quý vị nghĩ một lúc xây 5-6 dãy nhà, quý vị biết một tuần như vậy hòa thượng lo, những đức lo biết bao nhiêu tiền chưa, bao nhiêu sự việc phải lo chưa. Như vậy mà còn 800 con người này, rồi bao nhiêu lễ lộc, rồi ngày chủ nhật cộng tu nhân sự giải quyết. Một tuần như vậy như đức phải họp nhân sự mấy lần, giải quyết bao nhiêu vấn đề của mỗi ngày, rồi lây quay là người chết, rồi phải lo hòm gương đủ chuyện. Trời ơi, không phải đơn giản. Rồi đi qua bên đây thì nó nhảy xin nghẹt thầy ơi, qua bên kia thì lóc nhà dột thầy ơi, nó chạy qua bên nọ thì thầy ơi mắc cái quần, qua bên kia thì ăn cái gì cho các cụ, ăn cái gì thầy. Rồi vừa bước ra một cái là trình sổ mua đồ ăn, mua cái gì phải lọc sơ qua một cái, thôi cái này không được mua, mua này nè. Quý vị coi bao nhiêu việc như vậy mà con người này vẫn vui là vì sao? Ý nghĩa của cuộc đời. Nên những đức có nói đúng rõ ràng, chỉ cần nắm có vật hiệu này là có sự an lạc liền. Cậu có vật hiệu nào nó tích lọc, quý vị ô hay gì đâu á. Tất cả những cái nặng nề trong tâm chỉ cần niệm Phật tu một thờ thôi, nó lọc hết. Buồn phiền nặng nề phiền não dặn ai không buông ra được, chỉ cần lên tu một thờ xong buông ra liền. Tại vì sao? Mình hỏi lương tâm mình. Mình hỏi lương tâm mình là sao? Bây giờ dặn người ta mình khổ hay người ta khổ? Mình hỏi cho thật kỹ đi. Nếu như mình vui mà dặn người ta mà vui á thì dặn đi. Mình dặn người ta mà mình ăn ngon ngủ yên mà ngon á thì mình dặn đi. Còn nếu mình dặn người ta, mình buông người ta, mình hẳn người ta mà mình ăn không ngon ngủ không yên thì thôi mình buông ra đi. Mà muốn buông ra được thì phải làm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Thấy chưa? Hay không? Cái pháp môn Tịnh Độ nó lạ lắm, nó quay một vòng nó đẩy vô câu Phật hiệu. Nó quay một vòng nó đẩy vô câu Phật hiệu gọi là tín nguyện niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật là nó quay luôn. Người mà không niệm Phật mà giảng các pháp khác là nó quay luôn. Nó quay nó mở ra luôn, nó mở rộng ra, rộng thiệt rộng luôn rồi bị vô đó, vô xong ra không được luôn. Tại vì sao? Họ mở quá rộng, quý vị vô xong ra không được. Còn pháp môn Tịnh Độ là một cái phạm vi nào đó để nó giảng quý vị, rồi xong nó đưa thẳng ngay câu Phật hiệu luôn. Nên cái người tu Tịnh Độ là phải hiểu cái nguyên lý này thì vị tu Tịnh Độ cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn đó. Trời ơi quý vị coi, những cái điều những đức chia sẻ đây với gia đình quý vị là chuyện nhỏ, với một gia đình quý vị mà một hai người đó là chuyện quá bé bỏng rồi, không cần phải nói tới. Quý vị coi, mà ngày một ngày những đức còn tu được hai thờ, chia sẻ Phật pháp được hai thờ, nó một buổi sáng những đức là giải quyết từ chùa này và ba điểm chùa kia, mà nhân sự người đông cực kỳ đông. Ăn cơm vừa xong là làm việc đó, cầm sổ lại trình sổ xanh sao nè, thấy không? Rồi xong rồi bắt đầu mấy bà già xuất hiện nè, Phật tử đến nè, hỏi này hỏi kia, người chào về, người hỏi đến ở, thấy không? Rồi bắt đầu là mấy bà già việc này việc kia nè, bắt đầu là mấy bà nào là việc này việc nọ, hồi tối ngủ bà kia bắt hiều con, cũng mét. Hồi tối ngủ tự nhiên bà nọ bà ngái quá con ngủ không được, mét. Hồi tối chờ mưa nó dập bể cái cửa, thầy ơi, thay cửa khác cho con, thấy không? Đó. Rồi bên kia điện thoại qua, bữa nay có bà cụ yếu hộ niệm thầy ơi, rồi bữa nay bà này bấm mắt kìa, chuẩn bị quan tài, thì thấy không? Như vậy mà người ta vẫn an vui tự tại được trong cuộc đời này là vì sao? Vì tất cả những cái đó nghe để giải quyết chứ không phải để trong tâm nặng nề. Còn quý vị là vì tình thương một gia đình, quý vị nặng nề một gia đình, quý vị mà quý vị bị khổ đau. Còn những đức là hết lòng lo nhưng không để trên vai. Còn quý vị là chỉ có 2-3 người mà để trên vai rồi lo xong vác trên vai. Sanh con ra cứ nghĩ con mình, sợ con mình cái này cái kia cái nọ, cứ lo sợ mà bảo bọc, cứ lo âu. Nó thì có chân có cẳng mà nó đi một đêm ở nhà ăn không ngon ngủ không yên, chờ nó về. Quý vị khổ là do ái nhiễm thành ra ngu si mà khổ. Còn nếu như bây giờ mình nuôi khôn lớn, mình dạy rõ ràng, bây giờ nó đi ra đường là nó phải tự phát huy năng lực của nó. Mày khôn thì mày nhờ, mày dạy thì mày chịu, tao nói hết rồi đó. Vậy thì quý vị để nó xuống khỏi cái giai quý vị đi. Như vậy thì cuộc đời quý vị làm cha làm mẹ vẫn là an vui tự tại, đúng không? Trời ơi, giác mà đến 80 tuổi mà còn giác, mà 80 tuổi mà muốn vô chùa tu mà để con sắp xếp, thầy ô, con định vô chùa tu mà sắp xếp chưa được, thầy ô. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mới 80 rồi thầy ô. Nó, trời ơi, đây nè, tôi thấy bao nhiêu người nè 80 tuổi, 80 mấy tuổi mà về sắp xếp đó quý vị. Nói thôi bà cụ ơi, bà cố gắng ở nhà niệm Phật đi cụ.
Lúc nào vô được thì vô, chứ bà đừng có đợi cái chuyện sắp xếp xong bà vô tu, lỡ vô thường đến mà chết bất tử thì sao, thì mất phần giảng sanh. Thôi chưa vô đây được, ở nhà cố gắng niệm Phật đi. Tôi nói cho bà nghe, bà cũng không muốn nghe thì kệ bà. Tôi nói thật lòng cho bà, không phải bà mới có sắp xếp đời này đâu, mà bà đã sắp xếp với vô lượng đời kiếp rồi. Bà sắp hoài luôn, bà sắp đầu này nó lòi đầu kia, bà sắp đầu kia nó lòi đầu nọ, phải ở nhà đúng không? Vì sắp được cái này thì lòi cái kia. Cái vị chị đứa con này đứa kia, con kia nó nổi lên. Có khi nhà có đứa con một à, vậy mà đứa con nó quay hai vợ chồng già le lử. Không, một đứa con thôi quay quý vị vì sao? Vì quý vị bám vào đứa con, quý vị bám vào đứa con nên quý vị khổ. Tuy là học Phật nhưng bám vào con, đem cái tâm học Phật không cấm vào Ai Di Đà Phật đâu, mà đem cái tâm học Phật để cấm vào đứa con. Nên quý vị càng học Phật càng mê hoặc điên đảo nên khổ. Chứ nếu như đem cái tâm mình mà bám vào câu Ai Di Đà Phật thì sướng rồi. Nhưng mà lạ thay, cái tình thương mình dành cho con nó nặng hơn Ai Di Đà Phật. Nên cuối cùng đem cái tâm chủ vào ngay đứa con ngu si, đứa con tạo nghiệp. Vậy thì con nghiệp này nó dẫn quý vị đi vòng vòng vậy đó. Nó, rồi cuối cùng quý vị, cuối cùng mà thở ra, không hít vào, cuối cùng bị đọa tam đồ ác đạo. Rồi bị giúp được con mình không? Không, bản thân mình cũng không giúp được, mà giúp con cũng không được. Vậy thì tính con đường lâu dài mình phải làm sao? Mình phải buông đứa con này, không phải là bỏ nó, mà là buông đứa con này mới giúp nó. Khi quý vị buông nó rồi, nó mới thấy cái cảnh đời mà nó không có điểm nương tựa. Tại vì bị bảo bọc nó quá, nên nó nương hoài, nó ỷ lại, và nó dựa vào tình thương đó, nó quay ngược lại trở mặt với quý vị luôn. Bây giờ mình nuôi con khôn lớn, mình đừng để con phải tạo nghiệp thêm nữa. Bây giờ buông đứa con ra, rồi mẹ cha nuôi con khôn lớn, việc gì cũng cho rồi, của tiền cho rồi, con tự lực cánh sinh sống đi. Mày còn nhỏ mà nói mày không nghe, rồi mày tự làm tự sống đi. Rồi bắt đầu là nó mới thấy rằng nó không có điểm nương tựa, thì nó cố gắng phá quy. Khi nó ra xã hội nó làm, nó bị người ta chửi mắng đánh đập nó, thì lúc đó nó mới nghĩ, trời ơi, cha mẹ của mình thương mình vô cùng. Dù mình đối xử tệ bạc mà cha mẹ vẫn thương mình. Vậy mà mình nở lòng đối xử với cha mẹ tệ như vậy, nghĩ lại mới thương cha thương mẹ. Còn bây giờ bị cái để nó ở trong cái vòng tay bị hoài, nó không cảm giác với tình cảm bị dành cho nó đâu. Nên thất bại là ngay cái chỗ mình học Phật mà không tỉnh. Thấy không? Nghe hoài mà không tỉnh, không tỉnh rồi khi chết rồi cũng tiêu nó, rồi là xong rồi, thấy chưa? Nên người học Phật phải tỉnh quý vị, phải tỉnh lại, tỉnh giấc mơ đi quý vị, tỉnh giấc mộng đi nghe, tỉnh mộng đời đi nghe quý vị. Vậy thì có nụ cười chứ sao? Học Phật làm sao mà học ra có nụ cười, có niềm vui? Tôi học 13 năm nay tôi vui nè. Đó. Học ra mà từ cái hô mà giờ đỡ hô nè. Chứ tôi mà không học ra niềm vui nó thành hốc luôn nữa. Hô hốc luôn. Trời, tôi học ra mà từ hô mà giờ vì coi đỡ hô không? Ngày xưa mà cái miệng. Bây giờ cái bằng nạo đỡ rồi đúng không? Ngày xưa trời cười đưa hai bằng nạo vậy nè. Kinh khủng luôn, trời ơi, coi hình xưa đi. Coi hồi xưa rồi cấp mới xuất gia đi, vì coi thấy ghê không? Thôi đâu gì đâu mà cái miệng lúc nào cũng kinh khủng liệu, thấy không? Vậy mà viết từ từ nay cũng đầy đặn. Vui nó mới được đầy đặn chứ trời. Vậy thì mình chọn rồi, sống phải vui. Trời ơi, khổ quá rồi mà còn khổ thêm nữa hả? Không có đâu. Tôi không có khổ đâu. Dù 800 người bây giờ hay là mai mốt 1500 người sau này có nè. Chùa mình sau này 1500 người này cho bị coi. Ngôi chùa mới bèo bèo cũng phải 700 người ở. Nên từ nơi đó mà số lượng đông vậy tôi khổ không? Không khổ đâu. Tôi dạy gì tôi khổ. Tôi nuôi hết lòng tôi thôi. Quan tài tôi chứa sẵn hết á. Vô đây. Xe tôi làm thêm chiếc xe chở quan tài nữa kìa. Ba đầu chàng mà chết nhiều thì tôi làm thêm cái xe chở quan tài nữa đó. Có cái vị này giảng pháp nói câu gì nè, cái ngôi chùa cứ nói đến chết, nói đến chết không, Phật pháp mà cứ nói chết không à, tù lao, sớm muộn cũng chết, không nói chết ông lo tu sao? Đâu phải là tôi nói chết để tôi tiêu cực đâu. Cái vị đó nó giảng nói tối ngày Phật pháp mà cứ nói chết hoài, Phật pháp là phải nói sống, phải nói cái hiện tại. Tôi đang sống hiện tại còn gì? Hiện tại tôi sống rõ ràng hơn, không thấy.
tôi không sống hiện tại sao tôi nuôi bao nhiêu bà già. Còn ông thì ông nói rằng là chùa là chùa vậy toàn người già chết vô chùa không. Đúng rồi, ông không có già đâu, ông chờ xem mai mốt ông nhăn răng thì chứ đừng có nói mà không già. Cái điểm đặc biệt nhất của cuộc đời con người mà tôi cô động lại, một là dạy trẻ em, hai là nuôi người già. Hai điểm này cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì trẻ em cần được giáo dục để cả đời con người sống có ý nghĩa. Tới tuổi già nhờ cái phước ý nghĩa đó mà tuổi già được thương yêu lo lắng, đúng không? Vậy thì tôi lo người già về, tôi nhận người già khổ, người già bơ bắt gì để tôi lo. Tôi không cầu danh lợi, vậy mà cũng bị nói chùa gì tối ngày chết chết đưa người già gì không. Bởi vì bậc trí thức ai mà tiếp nhận. Đúng rồi, ông nói trí thức hả? Tôi nói trí mất thì có trí thức. Mất này mất sanh đó. Ông hiểu không? Trời ơi, người trí thức thì phải có góc độ. Trí thức á, cái thức là hiểu biết, là sáng suốt á. Người có trí có hiểu biết là sao? Nhìn nhận cái việc làm ta, nhìn nhận người ta lo cho bao nhiêu người mù, chương trình người mù, rồi người già người ta giúp đỡ người ta lo. Người trí thức nên nhìn cái việc tương lai mình già mình cũng cần được người ta lo. Bây giờ người ta lo cho người già như là đúng rồi, hiểu không? Đó, vậy đó mà nói trời chùa mà người đạo Phật mà toàn là nói tính chết, chết 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 không. Nói chết không, đúng rồi, ông không có chết đâu. Ông chờ xem, ông nhăn răng ông này chứ không có chết đâu. Nên cho quý vị biết rằng, chứ đâu phải người ta nói chết là để tiêu cực đâu. Chư tổ sư đâu có nói chết mà tiêu cực đâu quý vị. Không bao giờ nói chết mà tiêu cực quý vị à. Mà chư tổ sư nói chết là để sống nó nhẹ trong cuộc đời. Con người tưởng đâu mình sống lâu nên mình nặng trong cuộc đời này đó quý vị. Nên Ấn Tổ ngày để cái chữ chết là không phải tiêu cực mà là gì? Đối với danh lợi cuộc đời, đối với sự hơn thua đấu đá đừng nên tranh giành. Vì ta chết rồi cầm gì theo được đây. Nói không? Đó là cái chữ chết là trí tuệ đó. Còn không tu tưởng đâu là nói chết là chết queo. Tầm bậy. Nói chết là để nhắc mình cuộc đời gần chết rồi phải làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời mình á. Chứ đâu phải là chết là tiêu cực. Nghe chưa? Nên dù tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa mà nhưng có góc độ vẫn là kém cỏi quý vị. Hiểu không? Nên chúng ta phải nhận thức Phật Pháp nha quý vị. Phật Pháp là trí tuệ chứ không đơn giản đâu. Đó, nên từ nơi đó mà sau này bao nhiêu bà già gì ha, không, những đức nói cho quý vị biết, cả đời những đức sẽ ghinh quan tài. Cứ là bà già nào chết là tôi ghinh quan tài. Trời ơi, đôi tay này từ khi đi tu tới giờ không biết ghinh bao nhiêu cái quan tài. Ở tay này nè, tay này nè à, tay này ghinh quan tài nè, còn tay kia bơ. Chứ hai ghinh hai tay sao được, ghinh một tay à. Ghinh đi, trời ơi à, bà nào chết thì cũng hộ niệm. Hộ niệm xong rồi nghe, hộ niệm xong rồi đưa đi lên đài quả táng là phóng sanh đồ ha, mình làm lễ mình làm sơ sơ nghe. Rồi tay phải ghinh quan tài đi, đi nhìn về phía trước. Vì sao? Hôm nay ta ghinh người, ngày nào người ghinh ta. Hôm nay ta để người vào quan tài, ngày nào người để ta vào quan tài. Bạn chạy không khỏi ra quan tài này đâu. Kìa nguyên cái kho quan tài bên kia kìa. Muốn bển nằm chơi hôm qua bển cho nằm. Trời ơi, để sẵn luôn. Nuôi người già mà chuẩn bị luôn. Đúng không? Ai mà không chết, sợ chết cái gì. Nên tôi giết rồi, đối với tôi cái chữ chết không còn biết sợ là gì nữa. Tại vì tôi ghinh bao nhiêu cái quan tài mà. Tôi nuôi mấy bà già hôm nay, có khi chiều nay bà yếu không chừng. Bao nhiêu con người yếu gần chết, những đức vô nói cụ, nghe gì của lúc sống nói chưa. Lúc còn khỏe, những đức nói gì bà nghe không. Chết không có gì phải sợ cả. Bà niệm Phật đi, bà đừng có sợ nghe. Có những đức hộ niệm cho bà đừng có lo. Lúc còn sống rèn rồi hiểu không. Trời ơi, lúc yếu yếu đưa cho bà hộ niệm dít một cái đi. Ngon lành. Chết xong ngồi ngồi niệm Phật ào ào cho. Niệm 24 tiếng xong, tắm rửa xong, người trong chùa để vô quan tài. Trời ơi, người tu tắm luôn nghe các cụ. Đó. Nên mấy bà cụ già đây, bà nào muốn vô đây, vô đây. Trời ơi. Không. Nên mấy cái cô mà ngồi ở đây á, bây giờ á, cứ lo gia đình hết lòng đi. Sao đủ duyên vô đây. Vô đây mình có chỗ ở mình tu. Đúng không? Yên tâm rồi đó. Rồi bắt đầu là gì? Sẵn hết đầy đủ hết chứ. Cái gì cũng có đầy đủ hết chứ. Nó tu gì còn gì sợ nữa đúng không?
nói đồ ô nhiều người nghe cái đám của chùa mình làm, có nhiều bà già mới nói trời ô con nhìn chùa này chết sao con ham quá. Nhìn chùa chết sao ham quá, nhiều người nói vậy mà, cái gì đâu mà làm gọn hơ, gọn thiệt quý vị. Chùa mình có một câu Phật hiệu mà, lúc còn sống niệm Phật, gần chết niệm Phật, chết rồi niệm Phật, liệm niệm Phật, để quan tài niệm Phật, phóng sanh niệm Phật, đưa lên đài quá tán niệm Phật, bắt niệm Phật, sùm chạy xe ngoài đường chứ. Rồi thêm cái xe chở quan tài của chùa mình, nó bị coi ngộ không? Cái xe này chắc có mình thằng khùng với những đức mới tính ra được. Xe ngộ ghê, xưa chưa từng thấy cái xe chở quan tài nào vậy luôn. Mà xe chở quan tài lưu động nha, chở về xong gỡ ra thành cái xe bình thường, khi có người chết gắn vô thành cái xe chở quan tài. Nó thì cái xe la mới bị thường ngồi mà chở bị ra cổng vòm rồi, đó là xe chở quan tài đó. Chở bao nhiêu cái hòm ở trên đó nó bị biết chưa? Trời ơi. Đó gì khi mà chết cái là như đứa đem hình cái gắn vô, đem tượng Phật gắn để trước đầu. Nè anh chạy ai cũng nhìn, nó rồi có xe gì mà xe ngộ của ta, xe gì ạ? Xe đám cưới hả? Tại vì sao? Vì Phật đứng ngoài trước, thêm cái viền đỏ thì cái viền màu vàng kéo ngang đi gan xe đám cưới luôn, nhưng mà xung quanh là thánh chúng không à. Cái có một lần cái anh công an đứng giữa đường, anh nhìn anh kêu phéo chạy xe mà ai đứng ngoài cái đầu xe té hay sao. Nó nói trời ơi ông coi kỹ lên đi, ai đâu, cái tượng ông già. Ôi trời, cái tượng đứng ngoài ra đầu xe ấy vậy. Ôi chạy tệt cái xe lam á, cái xe mà thường chở Phật tử đi ra ngoài phóng bơm đó, xe đó chở quan tài đó nghe. Quý vị mà ngồi xe đó là may mắn lắm á, chứ không dễ đâu. Nó nên từ đó, hôm trước á gặp mấy bà già, như Đức nói một câu nè, bà cụ Nhưng Đức nói bà nghe, bây giờ bà hiện tại bà có mấy bộ đồ? 5 bộ thầy. Chi thầy? 5 bộ phải không? Bà sau này bà chết bà nhớ nghe, là những Đức lấy lại 4 bộ. Nó ủa, lấy được 4 bộ chi thầy? Thì bà bận bộ, lựa bộ nào ủi ngon bận cho bà đi thôi. Đốt, xong rồi, để lại 4 bộ. Chi à? Giặt, ủi, để đó. Chi à? Ai cần bận cho người ta bận. Bà có phước. Đúng rồi, được thầy, được. Thầy để nó 4 bộ đi, con có phước. Chứ thầy đố làm chi, nó xài được đâu, đúng không? Thấy không? Mấy bà già ông chùa Đức rèn hết trơn rồi. Nên khi mà liệm bả nó không cần đồ bao nhiêu đó chứ. Đồ ngon Đức lấy lại hết trơn. Đen chi như Đức giặt, như Đức ủi xếp đó. Phật tử vô chùa không có đồ bạn như Đức đưa cho bạn. Thấy chưa? Thấy không? Nên quý vị cứ bạn đi đừng có sợ. Đừng sợ là nó thành ra sợ thiệt. Nó giống như á trời ơi, có cái bà kêu nó thầy đồ cúng tí thực ăn được không thầy? Sao không được? Vậy đám dỗ ở nhà cúng cái gì à? Đem xuống ăn hay đem xuống bỏ? Chỉ có là nó hôi chua thì không ăn được thôi. Và Tượng Tịnh Không ngày nói rằng đồ cúng tí thực á, người ta nói ăn khờ ăn ngủ nhiều thì đem đưa tôi ăn cho, quý vị không ăn mất khờ. Tượng Tịnh Không ngày nói quý vị không ăn mất khờ. Đồ ăn chỉ cần nó hư mới không ăn, còn nói là bình thường thì ăn bình thường, không có gì cả. Không có dính dáng đến cái chuyện cúng tí thực hay cúng dường hương linh, không dính dáng. Không có gì hết chứ, đúng không? Nên từ nơi đó cái việc trong chùa mình con người sống, quý vị nói chết hoài là chết hả? Trời, con người ta sống trong đấy ai cũng vui quá trời luôn mà. Mấy bà già mình sống bèo bèo cũng 90, 9 mấy quá trời kìa. Có ai chết đâu. Nó vậy coi, mỗi lần mà mấy bà già yếu mà vô cái nhà ăn cơm, những Đức bước vô, những Đức nói bà cụ ăn cơm ngon không? Ngon, đi đút khay miếng coi. Trời, ta nuôi người già chơi với mấy bà già vui quá trời vui luôn. Bước vô nói bà già, ra đây bà ăn cơm ngon không? Ngon. Ăn mấy chén? Chén rưỡi. Thấy không? Thầy ăn tôi đút thầy miếng nè. Trời, mình thấy cái cảm giác trời ơi sao mà mình chơi với người già nó còn vui hơn ngày xưa chơi với con gái nữa. Không, như Đức nói thiệt hả? À, thôi công nhận thiệt. Bởi vì người ta nói mà người già không làm được gì, làm được chuyện. Đừng có nói mà người già không làm được chuyện. Cái chùa này thịnh là do người già mà ra đó, cho vị biết. Ôi, nếu bây giờ quý vị mà nuôi người trẻ, người tăng đâu á, cái chùa này vắng tanh như chùa Bà Đanh. Đừng có nói mà tu bốn thờ. Thử nuôi người trẻ đi, đố mà ngôi chùa này tu bốn thờ. Vậy mà nuôi mấy bà già cầm gậy đi lụm cụm khùm khùm, vậy mà chùa này ngày bốn thờ. Bà ngồi đâu có cầm máy bấm số làm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Vậy mà nếu quý vị nuôi tăng trẻ, ni trẻ đi, đố mà tu bốn thờ đi, không có ấm áp gì đâu quý vị. Nên cả đời Như Đức chọn nuôi ai? Nuôi người già. Nuôi người già cả đời. Còn nuôi con gái là nuôi con gái gì? Con gái nuôi người già. Nên Như Đức nói rằng các cô tôi thương nhiều nghe, nhưng mà mấy cô chỉ cần mà ăn hiếp với bà già hoặc khổ với bà già là tôi trở mặt á. Tôi nói thiệt á, con người tôi kỳ cục lắm. Tôi thương là tôi thương dữ lắm, mà tôi mà trở mặt là đừng có nói mà nói chuyện đùa với tôi. Nên mấy cô nó sống gần Như Đức nó biết Như Đức con người kỳ cục lắm quý vị ơi. Thương thì nói ngon lành vậy đó, nhưng mà trở mặt một cái là đùa hả? Không, phải có cái quy đó quý vị. Nó nên Như Đức nói rằng mấy cô phải thương các cụ thì tôi thương các cô. Nếu các cô mà ăn hiếp các cụ là tôi trở mặt với các cô đó. Nên mấy ông, mấy chú đồ sau này mà có vợ nghe, nói với vợ: em thương cha mẹ anh thì anh thương em, anh đội em trên đầu cũng được nữa. Nhưng em mà hổn với cha mẹ anh là em chết với anh, không còn một cái răng ăn cháo luôn. Còn mình nói đùa, mới cưới về nói một câu vậy đi, ấn tượng rồi, đẹp rồi đó, thấy chưa? Mới cưới về hâm câu: nhớ nghe, anh thương em lắm, nhưng hổn với ba mẹ anh là chết, còn thương cha mẹ anh thì anh sẽ thương em, biết không? Nó, tại vì sao? Vì cuộc vì cuộc đời của anh là có hôm nay là nhờ cha mẹ anh. Nếu em không thương cha mẹ anh là không thương em, đúng không? Mà cũng không phải em thương anh đâu, em phải thương cha mẹ anh thì mới thương anh. Thì tôi nói cuộc đời tôi đi tu là nhờ nuôi người già mà tôi thăng hoa. Như vậy thì tôi lấy người già làm gốc. Nếu người trẻ nào ăn hiếp người già là đụng với tôi. Thấy không? Hả? À, à, trong chùa mà người trẻ nào ăn hiếp người già là đụng Nhân Đức đó. Nhân Đức vẫn là thích chơi với mấy bà già, thương mấy bà cụ già, đó là tôi nói thiệt đó. Nhưng mà mấy bà già mà nói không nghe là Nhân Đức cũng xử mấy bà già luôn. Cho mày biết, nói chuyện giỡn chơi. Quý vị coi, quý vị mở trong chùa quý vị thấy đi, có nhiều bà già mà đến mà mét người này mét người kia. Nhân Đức nói nè: thôi bà đi về niệm Phật đi. Nó nói nè: bà về niệm Phật nghe. Ờ trời ơi, Nhân Đức cười xuất gia chứ cái mặt này ghê lắm quý vị ơi. Nó không phải người xuất gia bình thường. Lúc ba trợn, lúc điên, lúc khùng khùng gì mình cũng không hiểu, này hiểu không? Nên từ nơi đó mà lạ thay, nhiều cái tâm như vậy mà nuôi được người già. Mà chỉ đúng có cái tâm quan trọng nhất đó là gì? Thật sự thương người già, thật sự muốn nuôi con người vãng sanh. Chỉ có đúng cái tâm gì thôi quý vị à. Nó nên mong đại chúng mà nghe Như Đức nói chuyện gì ha, quý vị cố gắng niệm Phật. Rồi cuộc đời của người ai cũng già hết quý vị à, phải tín nguyện niệm Phật. Để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Ai với đạo Phật à, chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh